Good morning, Papa. Good morning. Bây giờ là buổi sáng nha các bạn. Tụi mình mới ra khỏi hotel và sẽ đi thăm một cái ngôi làng cổ đi. Nó có shopping rồi có quán ăn rồi này kia nữa. Ok, let's go. Mình sẽ vào đây take a walk, window shopping thôi. Rồi kiếm cái gì ăn uống nha. Đó, trước khi mình vô cổng thì nó có cái bản đồ này nha. Và những cái quán ăn ở trong cái khu vực này. Nhưng mà mình đi sớm quá, không có tiệm nào mở cửa hết. Kiến trúc này là đúng là kiến trúc châu Âu luôn. Bắt đầu vô cửa nha. Hello Papa. Hello. Đó, các bạn coi nè, kiến trúc hai bên nè. Đó, rất là đẹp. Kiểu giống như là châu Âu ngày xưa, những cái ngôi làng cổ ngày xưa ha. Nhưng mà tiếc là tụi mình đi sớm quá cho nên những cái cửa hàng này nó chưa có mở cửa. Đó. Nó chưa có mở cửa cho nên hai bên store nó không có cái gì hết trơn. Thấy không khí trong lành quá bà Phở. Đẹp chứ sao. Nè, mấy cái mái nhà, mấy cái cửa. Đó. Đi ở đây giống như là mình đang đi ở một cái làng quê của châu Âu vậy đó ha. Đó. Đáng lẽ là mấy cái cửa hàng này nó sẽ mở cửa nè, nhưng mà tại vì sớm quá. Tụi mình thức dậy sớm. Đó. Đó, cái căn này dễ thương mà nó chưa mở cửa nè. À. Có không biết mấy giờ mấy cái restaurant này nó mới mở cửa đây. Đó, cái này là đúng như là cái cổ xe hồi xưa nè ha. Đó. Rồi mình còn đây nữa nè bà Phở, đây là một điểm để bà Phở có thể chụp hình nữa nè bà Phở. Come here. Can you open it? Bà Phở. Thử đi, cái gì mình muốn mới thử chụp tấm hình kỷ niệm. Tầm bộ đang nghe điện thoại hả? Đó, cái telephone box này bây giờ ở đâu mà còn nữa hả? Chỉ có những cái chỗ xưa xưa mới có thôi. Bây giờ còn tôi chụp hình đó. Ok, chúng ta sẽ đi qua một cái con hẻm khác nha. Bà Phở là khám phá ha, từng mọi ngóc ngách ha bà Phở. Hello. Ăn cơm cho bà Phở tấm hình nè. Bây giờ mới phát hiện là bà Phở điệu, dễ sờ điệu nha. Ok, rồi đi xuống. Đâu? Có cái tiệm bán quần áo thế nè. Này mấy đồ này là đồ hồi xưa đó má. Của châu Âu hồi xưa ha. Quá đẹp ha bà Phở. À, chỉ có một cái điểm nhỏ nhấn nhấn vậy thôi mà nó làm cho người ta du lịch á, người ta thích lại đây lắm. Ghé chơi chút xíu, đi trong vòng 5-10 phút thôi là hết cái khu vực này rồi. Bà Phở có vẻ enjoy quá hả bà, thả bộ từ từ hả? Đó, đáng lẽ ra là đông người lắm nha các bạn, tại vì sáng sớm cho nên chưa có ai hết. Nhưng mà thôi kệ đi, ít người vậy nó đỡ hơn ha bà Phở ha. Đẹp dễ sợ, chắc ở đây phải chụp tấm hình cho bà Phở nữa nè. Đó bà Phở, căn nhà này nè, rất là đẹp. Ý, có tiệm uống tóc nữa hay gì bà Phở? Cute quá hả. Những cái kiến trúc này là chỉ có châu Âu mới có thôi. Nhưng mà người ta làm lại như thế này, thu nhỏ lại cho một cái làng nhỏ nhỏ vậy, cho khách tham quan tới thăm ha. Bà Phở đang đi giữa trời châu Âu. Cũng giống lắm chứ bộ ha, kiểu đẹp vậy, thanh tịnh dễ sợ. What is this? Workshop. Đồ cổ hả?
Nó vẫn nó đóng cửa rồi. Rồi đi nãy giờ là cũng giáp vòng một cái khu làng này rồi nha các bạn. À, nhỏ nhỏ nhưng mà rất là dễ thương. Nếu mà các bạn thích cái kiến trúc kiểu châu Âu thì chỗ này cũng là một cái khu vực để mà các bạn chụp hình tự sướng rất là rất là đẹp ha bà Phở ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bà Phở đi bộ trong ngôi làng cổ trong vòng mấy phút. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye. Nếu mà các bạn thích video này thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho bà Phở nha. Đừng quên đăng ký. Phở Phở em thơm.